Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay kênh đây là TK Bonsai và shop Tấn Trường đồng hành kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Thì rất cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ Trường. Thì hôm nay Trường có một số đồ gỗ, đèn gốm Pháp và một số ly pha lê tiệp và một số đồ đồng để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị nha. Thì hôm nay thì Trường xin phép giới thiệu một cái bộ bàn trống của chú chị, bộ bàn trống cẩm lai của chú chị nha. Đó, bộ này là trường bao của chú chị là nguyên con cẩm lai hết. Đó, vân gỗ là tự nhiên của chú chị nha, vân gỗ rất là đẹp nha, từ cái bàn tới sáu cái đôn, sáu cái đôn rất là đẹp của chú chị nha. Đó, đôn trống rất là đẹp, của chú chị thấy chạm những cái những viên vòng tròn rất là đẹp của chú chị, chạm đục thủ công tay. Thì chiều cao của cái đôn này là 32 của chú chị nha. Chiều cao nó 32. Còn chiều ngang mặt đôn là 27 năm. 27 năm, 6 cái của chú chị nha, rất là đẹp nha. Rất là chắc chắn nha, mình ngồi mình uống trà tiếp khách đó. Rất là sang trọng nha, rất là lịch sự. Đó. Hàng thì lành lặn và liền lạc. Đó. Không có sức mẻ hay đắp giá chỗ nào hết. Trường bao của chú chị nguyên con là cẩm lai của chú chị nha. À, đó là thông số cái ghế. Còn chiều cao của cái bàn á, là 60. Chiều cao là 60 của chú chị. Còn chiều ngang của mặt bàn á, là 76 năm. 76 năm. Cái bộ này mình ngồi mình tiếp khách vậy á. Bàn trà rất là đẹp của chú chị nha. Bộ này khỏi phải chê. À, gỗ là nguyên con của chú chị nha. À, nguyên con là cẩm lai nha. Mặt bàn và vân gỗ của chú chị thấy rất là đẹp nha. À, không thể chơi vào đâu hết. À, rồi, mã số 1A đầu tiên Trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 23 triệu Trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Thì hôm nay Trường cũng có một số cây đèn gốm Pháp xưa của chú anh chị nha. Đó, cái bầu nó là bầu gốm rất là đẹp nha. Người ta chạm đắp nổi nó rất là đẹp nha. À, cái bầu này chứa khoảng 1,5 lít dầu tới 2 lít dầu của chú chị nha. Đó, còn đây là cái họng đèn nó bằng đồng rất là đẹp. Đó, Trường bao của chú chị về xài sử dụng, hôm qua thì Trường cũng có đốt thử mấy cây cho cô chú chị thì thấy rồi đó. Đó, rất là đẹp của chú chị nha. Chiều cao của cái đèn này á, là 43. Đó, từ ống khói xuống cái chân đèn, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn á, là 23 năm. Còn cái bụng của cái đèn này á, là 42 năm, còn cái hoành đế của nó là 38 của chú chị nha. À, rất là đẹp nha. À, gốm là gốm Pháp của chú chị nha. Hàng là Trường bao của chú chị về sử dụng xài. À, rất là đẹp nha. Rồi mã số 2A Trường giao lưu với cô chú chị là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng Trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Đó, thì hôm nay Trường cũng có một cặp đèn của chú chị, cũng là cái bầu của nó là bầu đựng dầu, nó là bầu gốm Pháp của chú chị nha. Đó, còn cái họng của nó và cái chân của nó là bằng đồng nha, nguyên con bằng đồng. Cặp này rất là đẹp của chú chị nha, rất là sang trọng nha. À, những ngày Tết ngày lễ mình để trên những bàn thờ mình đốt đó, rất là đẹp của chú chị. À, rồi chiều cao từ ống khói xuống cái chân đèn á là 50.05. À, còn cái từ cái họng đèn xuống cái chân đèn á thì 31 của chú chị, 31. Còn cái bụng của cái đèn này á là 51 của chú anh chị. À, còn cái hoành đế của nó là 38 của chú anh chị nha. Rất là đẹp nha. À, của chú anh chị thấy rất là đẹp. Một cây á thì Trường bán 2.800.000. Đó, còn hai cây á là 5.500.000 của chú anh chị nha. 5.500.000 của chú anh chị nha. Hai cây 5.500.000. Đó, một cây là 2.800.000. À, rất là đẹp của chú anh chị nha. Đó, cái đó là Trường bao của chú chị không lũng không chải nha. Đó, đây cũng là một cây đèn gốm Pháp luôn của chú anh chị, mã số 4A. Đó, cái bầu nó là bầu gốm của chú chị, gốm Pháp nha. Đó, của chú chị thấy ở trên đây cái ống khói nó có logo của chú chị nha, rất là đẹp nha. Đó, còn nguyên zin của nó luôn, cái họng của nó là cái họng bằng đồng. Đó, cái họng bằng đồng của chú chị rất là đẹp. Đó, còn cái bầu nó là bầu gốm Pháp nha, rất là sang trọng nha. Chiều cao từ ống khói xuống cái chân đèn là 48, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 27 của chú chị nha. Cái bụng của nó là
26, cái bụng 26. Còn cái hoành đế của nó là 32. À, cái này cái bụng của nó là chứa khoảng 1 lít tới 1 lít rưỡi dầu của chú chị nha. Rất là đẹp nha, mã số 4A. Chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị là 2 triệu 700 nghìn đồng. 2 triệu 700 nghìn đồng trường bao ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 5A. À, mã 5A trường có một cây đèn cũng gốm Pháp luôn của chú chị nha. Đây, của chú anh chị thấy người ta có đắp nổi con sư tử đây. À, rất là đẹp nha, cái bầu của nó người ta làm rất đẹp. Còn ở trên ống khói này cũng có cái logo nha, zin của nó là hàng zin của nó luôn của chú chị, họng là họng đồng. À, cái bầu của nó là bầu gốm Pháp, bao của chú anh chị là những cái đèn này trên 20 năm của chú chị nha. Chiều cao từ ống khói xuống cái chân đèn là 45, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 24, còn cái hoành bụng của cái đèn này là 27, còn cái hoành đế là 32. À, rất là đẹp của chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. À, đây cái cặp ke đèn này rất là đẹp của chú anh chị nha. Rồi mã số 5A chiều giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 700 nghìn đồng. 2 triệu 700 nghìn đồng trường bao ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 8A, ủa mã 6A của chú anh chị nha, chị xin lỗi, mã 6A. Đây trường cũng có một cái đèn dầu á, bụng là bụng đèn á, thân đèn á là bằng gốm Pháp. À, còn cái họng đèn là bằng đồng của chú anh chị nha. Cái đèn này á, cô chú chị cũng còn cái logo luôn cô chú chị nha, hàng zin của nó luôn nha, cái logo hàng zin của nó luôn đó, đèn gốm. Chiều cao cái của cái đèn này á, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn á, ủa từ cái ống khói xuống cái chân đèn là 50 cô chú anh chị, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn á là 28, còn cái hoành bụng của cái đèn này là 32, còn cái hoành đế của nó là 38 cô chú chị nha. Cái bụng đèn dầu này mình chứa được khoảng 1 lít rưỡi tới 2 lít dầu của quý vị nha. À, rất là đẹp nha. À, mã số 6A chiều giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 800 nghìn đồng. 2 triệu 800 nghìn đồng chiều bao ship toàn quốc của chú anh chị. À, còn cây đèn này cũng rất là đẹp của chú anh chị nha. Cây đèn này không phải chơi rồi. Cây đèn này á, là người ta có vẽ cái hình cặp thiên nga đây cô chú chị nha. Cặp thiên nga đây rất là đẹp. À, bầu là bầu gốm của chú anh chị. Nó giống như chuyển qua màu cẩm thạch mình nhé, nhưng mà cái này là gốm của chú chị nha, gốm Pháp, họng là họng bằng đồng của chú chị. Thì cái đèn này trường cũng nói luôn, nó cũng có hơi bị lủng lỗ ở đây chút xíu nha. Đó, có làm sao thì trường báo của chú chị như vậy, nó cũng không ảnh hưởng gì từ máy, nó chỉ chút xíu thôi. Cái cây đèn này là trường bao của chú anh chị là trên 20 năm của chú chị nha. Chiều cao từ cái ống khói xuống cái chân đèn là 54, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 33, cái bụng của cái đèn này là 41, còn cái hoành đế của nó là 51 của chú chị, 51 rất là đẹp nha. À, cái này mình chứa được khoảng 1 lít dầu nha cô chú chị. À, mã số 7A chiều giao lưu với cô chú chị là 3 triệu 200 nghìn đồng. 3 triệu 200 nghìn đồng trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 8A trường có một cặp đèn dầu 5 bộ mình chất liệu là bằng đồng, ống khói là bây giờ của chú chị nha. Có sao thì trường báo của chú chị, cặp đèn này là bằng đồng, ống khói là bây giờ. À, đèn 5 bộ của chú chị nha. Chiều cao từ ống khói xuống cái chân đèn là 22, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn á, là 16. À, còn cái hoành bụng của cái đèn này á, là 24 năm, 24 năm, rất là đẹp của chú chị nha. À, cặp này rất là dễ thương, rất là đẹp. À, không lủng không chải của chú chị, bao của chú chị về sử dụng. À, có vấn đề gì cứ hoàn hàng về cho trường, không mắc với ship đồng nào hết. Rồi mã 8A chiều giao lưu với chú chị là một cặp đèn 5 bộ, đó là đèn dầu 5 bộ, chiều giao lưu là 1 triệu. Mã số 9A đây trường có một cây đèn dầu bằng đồng của Pháp xưa của chú chị nha. Cây đèn này cây đèn của Pháp xưa của chú chị, bao của chú chị là những cây này là trên 20 năm hết. Đó. Chiều cao từ ống khói xuống cái chân đèn là 54, từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 32. À, còn hoành bụng của cái đèn này là 43, còn cái hoành đế của nó là cũng là 43 luôn của chú chị, rất là đẹp nha. Mã số 9A chiều giao lưu của chú chị là 2 triệu 500 nghìn đồng. 2 triệu 500 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi đây trường có một cái bình bông vỏ đạn nha, 105 ly của chú anh chị nha, rất là đẹp nha. Này là trường bao của chú anh chị là bình bông zin, vỏ đạn zin, mã số 10A, rất là đẹp của chú anh chị. Cái bình bông này rất là nặng dày của chú chị nha.
Chiều cao của bình bông này là 34 năm. À, chiều ngang của miệng bình bông này là 13 năm. Còn cái hoành bụng của bình bông này là 42 năm. Cụ hoành đế cũng là 37. 37. Đó, đây, rất là đẹp của chú chị nha, mã số 10A. Đó, rất là đẹp, rất là dày của chú chị nha. 2 kg 350 cân nặng của nó, 2 kg 350. Đây cái nằm sản xuất của nó đóng ở đây dưới một cái kiếp nổ của chú chị. Còn ở bên đây á nó cũng có đóng cái 1967 của chú chị. Cái chữ này là của cái chữ này thị trường cũng không đọc ra được. Đó. Rất là đẹp của chú chị nha. Rồi mã số 10A chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị là 2.600.000 đồng một cái bình bông vỏ đạn 105 ly. Rồi mã 11A đây trường có ba cái mâm cô chú chị nha. À, 11A. Mâm này là mâm á, là 8 con ngựa mã đáo thành công, mâm treo tường của chú chị nha. Bằng đồng của chú chị, chất liệu là bằng đồng. Đó, cái mâm thứ nhất. Cái mâm thứ hai là 8 vị tiên là bát tiên hội tụ của chú chị nha. Đó, bát tiên hội tụ 8 vị tiên. Đó, rất là đẹp của chú chị nha. Mâm này mình treo tường là khỏi phải chê rồi. Đó, rất là đẹp. Phía sau cũng có móc treo tường của chú chị nha. Còn cái mâm này là cái mâm thuận buồm xuôi gió của chú chị, tích đó là thuận buồm xuôi gió. Đó, thuận tiện cho công việc mình làm ăn. Chất liệu là bằng đồng hết nha cô chú chị. Đó, không có lẫn lộn cái gì vô hết. Bằng đồng nguyên con luôn. Đó, chiều ngang của mặt mâm nè. Chiều ngang của cái mâm nè là 52, lọt lòng là 40, cân nặng của cái mâm á là 1,2 kg của chú chị, 1,2 kg, hàng thì lành lặn và liền lạc. Rồi mỗi một cái mâm như vậy trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 1 triệu, 1 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 12A đây trường có một cái bình bông gốm Nhật của chú chị nha. À, bình bông này rất là đẹp của chú anh chị. À, mình những ngày Tết về lễ, à, mình thờ cúng ông bà, mình trồng những đóa hoa yêu thương rất là đẹp của chú anh chị nha. À, dưới chân đế có mộc của chú chị kiểm tra giùm trường nha, chân đế có mộc. Rồi chiều cao của cái bình bông này là 22, ngang của miệng bình bông này là 11, cái hoành bụng của cái bình bông này là 68 năm, còn cái hoành đế của nó là 41 của chú chị, 41, hàng thì lành lặn và liền lạc, bao của chú anh chị về xài sử dụng. Rồi mã số 12A chiều giao lưu của chú chị là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Rồi mã 13A đây trường có một cặp ly pha lê tiệp của chú chị nha. Cặp ly pha lê tiệp đó, 13A. Cặp ly thì rất là đẹp của chú chị nha, rất là sang, một cái đỏ một cái xanh. À, chiều cao cái ly này là 16, chiều ngang của miệng ly là 5 5 phân của chú chị nha. Rất là đẹp nha, cặp ly pha lê tiệp. À, mã 13A chiều giao lưu của chú chị là 300.000 đồng một cặp ly pha lê tiệp. Đây. Mã số 14A đây cũng là một cặp ly pha lê tiệp của chú chị, mã 14A cũng rất là đẹp của chú chị nha. À, những cái ly này mình trưng bày hay là mình để uống những cái rượu van đó, à, là cũng rất là sang trọng nha. Chiều cao của cái ly này là 14 năm, chiều ngang của miệng ly này là 7 phân rưỡi, một cặp ly pha lê tiệp của chú chị nha. Mã số 14A chiều giao lưu của chú chị là 300.000 đồng, 300.000 đồng trường bao ship toàn quốc của chú chị. Đó, đây cũng là một cặp ly của chú nha, gốm đó. Này là gốm Pháp của chú chị, gốm châu Âu nha. Chân đế của nó là bằng bằng đồng của chú chị nha. À, bằng đồng rất là đẹp của chú chị. Cặp ly này ở miệng cái ly nó là bằng gốm của chú chị nha. À, còn cái chân nó là bằng đồng. Chiều cao của cái ly này á là 16, chiều ngang của miệng ly này là 7 phân. À, rất là đẹp của chú chị nha. Mã số 15A trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 300.000 đồng, 300.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Mã số 16A. Đó, trường cũng có một cặp ly pha lê tiệp luôn của chú chị nha. À, cặp ly pha lê tiệp rất là đẹp nha. À, không có chê vào đâu hết. Chiều cao của ly này là 17 năm, chiều ngang của miệng ly là 7 phân rưỡi. À, rất là đẹp của chú chị nha. Mã số 16A. Trường cũng giao lưu với chú anh chị là 300.000 đồng. 300.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã 17A cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì trường cũng có một cặp liễn của chú anh chị nha. Đó, rất là đẹp nha. Một bên là đó hoa sen,
Một bên là một cây mai rất là đẹp nha. Ở trên là có những câu đối của chú chị, gỗ là gõ đỏ, vân gỗ là tự nhiên. Của chú chị thấy cái cặp này là những cái mắt gỗ đó rất là đẹp của chú chị nha. À, ốc là cẳng ốc 7 màu của chú chị nha. Ốc 7 màu rất là đẹp. Cặp này thì chiều bao của chú chị trên 20 năm, không dưới 20 năm. Chiều cao nó là 2m21 của chú chị nha. Chiều cao nó là 2m21, chiều ngang của cái tấm liễn này á, cái tấm liễn này là 24 năm. Còn cái đố nó là 3 phân của chú chị, đố 3 phân. Đó, rất là đẹp. Của chú chị khổ phải chơi. Cái cặp này nó rất là nặng của chú chị nha. Hàng thì liền lạc và lành lặn. Gỗ là nguyên tấm của chú chị nha. Rồi mã số 17A trường giao lưu với cô chú và chị là 11 triệu, 11 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. À, thì mã số 17A cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì trường rất cảm ơn quý chú chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ trường. Một lần nữa kính chúc quý chú anh chị được nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Cảm ơn quý chú chị rất là nhiều.